A à, về giách. Hỏi bài miễn trí trả lời thức thì vào thư viện năm tải ngay A Chào mừng các đã cùng cô đến với bài học số 10 với tiêu đề Mẹ thiên nhiên Mở đầu của bài học số 10, cô sẽ hướng dẫn chúng ta đọc và trả lời các câu hỏi liên quan đến văn bản đọc Lễ cúng thần lúa của người chưa ro Tác giả Văn Quang, Văn Tuyên, Trước tiên chúng ta cùng cô trả lời câu hỏi trong phần chuẩn bị đọc. Câu 1. Cây lúa có vai trò như thế nào đối với đời sống của người Việt Nam? Cô tin rằng câu hỏi này không hề làm khó được các em, bởi vì chúng ta vẫn hay sử dụng đến những thành quả của cây lúa, đó chính là những hạt gạo thơm ngon hàng ngày. Các em có thể định hướng cụ thể ở đây, cây lúa đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta cây lúa cung cấp lương thực cho con người. Lúa cho thóc, gạo dùng làm cơm trong các bữa ăn hàng ngày. Từ gạo, người ta cũng có thể làm ra được các loại bánh như bánh trưng, bánh dày, bánh nếp. Từ gạo, người ta cũng làm ra bún, phở. Cây lúa không chỉ là yếu tố quan trọng hàng đầu trong đời sống vật chất, mà trong đời sống tinh thần của người Việt Nam, lúa cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng cây lúa là biểu tượng của nền văn minh lúa nước. Chuyển tiếp sang câu hỏi số 2. Hãy chia sẻ với các bạn một lễ hội về cây lúa mà em biết. Chúng ta có thể tham khảo cho cô một lễ hội liên quan đến cây lúa như sau. Người Hre ở làng Violac, xã Pờ Ê, huyện Com có truyền thống làm lúa nước nên các sinh hoạt tín ngưỡng đa phần gắn liền với chu kỳ vòng đời của cây lúa. Hàng năm người dân làng Vi Lắc thường tổ chức nhiều lễ hội liên quan đến cây lúa. Với đồng bào Hờ Lê ở làng Vi Ô Lắc, cây lúa nước có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống của người dân, bởi đây không chỉ là nguồn lương thực chủ yếu nuôi sống mọi người, mà còn là nguồn thu nhập chính của mỗi gia đình. Vì thế, những nghi lễ liên quan đến vòng đời cây lúa luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người dân nơi đây. Hàng năm, đồng bào Hơ Rê ở làng Vi Lắc vẫn duy trì việc tổ chức nhiều nghi lễ liên quan đến việc trồng cấy, thu hoạch lúa như lễ đón bầu nước thiêng, gieo mạ, cấy lúa, thu hoạch lúa, đón lúa về kho. Trước khi bắt tay vào việc súng giống gieo trồng, dân làng tổ chức một nghi lễ khá long trọng, đó là lễ đón bầu nước thiêng. Nghi lễ này đánh dấu sự mở đầu cho một năm trồng cấy, Nhằm để tạ ơn dòng suối La Hênh hay còn gọi là suối hồi môn, đã cung cấp nguồn nước tưới cho đồng ruộng và nguồn nước sinh hoạt của dân làng. Sau nghi lễ này, dân làng sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị đất và thực hiện những nghi lễ gieo mạ, cấy lúa, vân vân. Vào tháng 3, già làng uy tín nhất trong hội đồng già làng sẽ quyết định chọn ngày để mở cửa kho thóc và chuẩn bị cho lễ gieo mạ trong ngày mở cửa kho thóc người ta sẽ đưa những bó lúa từ kho qua cột thiêng cột để treo lễ vật cúng thần ghe rượu cối thiêng cối để giã gạo làm bánh cúng thần cửa buồng thiêng nơi linh thiêng mà thần linh trú ngụ và kiểm soát mọi hành vi ứng xử của người hờ lê trong căn nhà của họ rồi tới cây nêu dựng ở ngoài cửa buồng thiêng sau nghi lễ này thóc sẽ được mang sang ngâm ủ lên mộng và xeo mạ. Đến khi cây mạ đủ tuổi để cấy, người Hờ lại thực hiện một nghi lễ khác, đó là lễ cây lúa. Tới tháng 6, dân làng vi lắc còn tiến hành thêm một nghi lễ để cầu mong cho cây lúa được sinh sôi, phát triển tốt. Vào tháng 8, khi lúa bắt đầu chín, hội đồng già làng sẽ họp bàn để chọn ra một ngày thực hiện nghi lễ đón lúa từ ruộng về kho thóc. Vào tháng 10, người dân làng Violac còn tổ chức một nghi lễ cúng ruộng lúa khác nữa, đó là Tết Chuột. Những lễ hội về cây lúa của người Hà Lê không chỉ thể hiện tín ngưỡng thờ cúng thần linh, mà còn là dịp để bà con trong làng gặp gỡ, giao lưu trao đổi với nhau về những vấn đề trong cuộc sống. Đó là phần hướng dẫn chi tiết cho câu hỏi vừa rồi. Tiếp theo chúng ta hãy cùng cô chuyển sang phần 2, trải nghiệm cùng văn bản. Câu hỏi mở đầu trong phần này đó chính là câu mẫu số 1 yêu cầu như sau: cây nêu trong lễ cúng thần lúa được làm bằng vật liệu gì và có hình thù như thế nào? Thông qua phần văn bản đã đọc, chúng ta sẽ không khó để trả lời định hướng cho câu hỏi này. Cụ thể ở đây, cây nêu trong lễ cúng thần lúa được làm từ cây vàng nghệ, thân buộc lá dứa. Cây nêu trong lễ cúng thần lúa có hình thù đó chính là ngọn của cây nêu có hình bông lúa lớn. Phía trên gắn chùm lúa nhiều hạt và bốn tia tỏa ra bốn hướng. Hai tia gắn lông chim trèo bèo, hai tia gắn lông gà. Chuyển sang phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi ở mục suy ngẫm phản hồi. Chúng ta chú ý cho cô câu đầu tiên. Những dấu hiệu nào giúp em nhận biết lễ cúng thần lúa của người chưa ro là một văn bản thông tin? theo em văn bản này được biết nhằm mục đích gì câu hỏi có hai yêu cầu rất rõ ràng chúng ta hãy chú ý giải quyết đầy đủ đầu tiên là chúng ta cần chỉ ra được dấu hiệu để nhận biết đây là văn bản thông tin cụ thể như sau văn bản trên có mục đích truyền tải thông tin về một lễ cúng đó là lễ cúng thần lúa của người chưa ro có sapo là đoạn văn ngắn nằm ngay dưới nhan đề nhằm tóm tắt nội dung văn bản Em chú ý đoạn sapo như sau. Người chơ ro, còn gọi là đơ ro, châu lo, là một trong những tộc người có mặt sớm nhất trên vùng đất Đồng Nai. Lễ cúng thần lúa của người chơ ro thể hiện mối giao hòa, gắn bó giữa con người và thiên nhiên, cùng ước mơ về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đây cũng được xem là Tết của người chơ ro. Các hoạt động của văn bản được trình bày theo trình tự thời gian như là bắt đầu lễ, trong quá trình làm lễ đến khi kết thúc lễ cúng. Văn bản, bản kết hợp tường thuật với miêu tả, biểu cảm kết hợp sử dụng phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Thông tin về sự kiện đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy. Câu hỏi số 2. Lễ cúng thần lúa của người Cho Ro gồm những hoạt động nào? Các hoạt động ấy được liệt kê theo trình tự nào? chúng ta có thể thấy ở đây trong văn bản thì sẽ có những hoạt động đó là làm cây nêu rước hồn lúa mang gùi ra rẫy vái các thần linh cắt bụi lúa đem về sau đó là đọc lời khấn và cuối cùng đó là dự tiệc các hoạt động ấy đã được liệt kê theo trình tự thời gian bắt đầu lễ bằng việc làm cây nêu trong quá trình làm lễ cúng thì sẽ diễn ra các hoạt động và kết thúc lễ cúng thì mọi người cùng tham dự tiệc. Hãy cùng cô đến với câu hỏi số 3. Trong đoạn văn sau, câu nào tường thuật sự kiện, câu nào miêu tả sự kiện, câu nào thể hiện cảm xúc của người viết. Khi cúng xong, mọi người trở lên nhà sàn chính để dự tiệc. Mở đầu buổi tiệc, theo truyền thống mẫu hệ, người phụ nữ lớn tuổi nhất trong gia đình sẽ uống ly rượu đầu tiên sau đó mới mời khách theo thứ tự tuổi tác trong thời gian dự tiệc mọi người vừa ăn uống vui vẻ vừa nhảy múa ca hát trong âm thanh trầm bồng giặt dìu của giàn cồng chiêng và nhiều nhạc cụ dân tộc khác như đàn tre kèn môi kèn chia thật từng bừng náo nhiệt kem cần phải chỉ ra được các câu văn theo 3 yêu cầu thứ nhất là phải thuật lại sự kiện Thứ hai là miêu tả sự kiện và thứ ba là thể hiện cảm xúc của người viết. Cụ thể cô hướng dẫn như sau. Trong đoạn văn trên thì câu tường thuật sự kiện đó là Khi cúng xong, mọi người trở lên nhà sàn chính để dự tiệc. Mở đầu buổi tiệc, theo truyền thống mẫu hệ, người phụ nữ lớn tuổi nhất trong gia đình sẽ uống ly rượu đầu tiên, sau đó mới mời khách theo thứ bậc tuổi tác. Yêu cầu thứ hai trong câu hỏi Chúng ta cùng chú ý cho cô. Trong đoạn văn, câu miêu tả sự kiện đó là Trong thời gian dự tiệc, mọi người vừa ăn uống vui vẻ, vừa nhảy múa ca hát trong âm thanh trầm bổng giật dìu của giàn cồng chiêng và nhiều nhạc cụ dân tộc khác như đàn tre, kèn môi, kèn chia. Trong đoạn văn, câu thể hiện cảm xúc đó chính là thật tưng bừng, náo nhiệt. Đó là phần gợi ý cho câu hỏi số 3. Tiếp tục là phần hướng dẫn trả lời cho câu hỏi số 4. Văn bản, lễ cúng thần lúa của người chơi ro có phải là văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện? Hãy lý giải. Chúng ta có thể tự tin khẳng định đây là văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện. Vì văn bản đã giới thiệu thuyết minh về sự kiện, lễ cúng thần lúa của người chơi ro giúp người đọc hình dung được quá trình diễn biến của sự kiện và các thông tin liên quan Văn bản này cũng trình bày các hoạt động theo trình tự thời gian, kết hợp tường thuật với miêu tả, biểu cảm, và còn kết hợp sử dụng phương tiện ngôn ngữ với phương tiện phi ngôn ngữ. Thông tin về sự kiện chúng ta thấy là đã đảm bảo được tính chính xác và độ tin cậy. Chuyển sang câu hỏi số 5, yêu cầu câu hỏi rất ngắn gọn. Văn bản giúp em hiểu gì về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên chúng ta có thể thấy ngay từ sớm thì con người và thiên nhiên đã có một mối quan hệ mật thiết với nhau con người với thiên nhiên gần như là những người bạn thân thiết luôn giao hòa và cũng luôn hỗ trợ cho nhau tuy nhiên trong cuộc sống hiện nay chúng ta thấy là con người đang có những hành động phá hoại môi trường sống của mình cho nên thiên nhiên đã phải chịu rất nhiều những tổn thương và thiên nhiên cũng đã tác động tiêu cực lại tới cuộc sống con người điều đó thật đáng buồn Thông qua văn bản này, chúng ta có thể thấy mối quan hệ cụ thể như sau. Lễ cúng thần lúa của người Chơ Ro là một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo, góp phần làm phong phú, di sản văn hóa của dân tộc. Qua lễ hội, em cảm nhận rõ mối gia hòa, gắn bó ân tình giữa con người với thiên nhiên, ước mơ của con người về cuộc sống ấm no, hạnh phúc và lòng biết ơn của con người với những món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng. Đó là một số định hướng cụ thể cho văn bản đọc mở đầu của bài học số 10. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em ở trong những phần hướng dẫn tiếp theo. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về rách